Tiếp tục ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà hướng dẫn các bạn cách thiết lập tự động gửi một cái tin nhắn theo một cái keyword. Khi mà khách hàng ví dụ họ chỉ cần gõ cái keyword mà mình đã tạo đặt cái URL ấy, đặt cái quy luật cái từ khóa ấy, nó có cái từ khóa đấy trong cái thằng bot này thì nó sẽ tự động nó sẽ gửi cái tin nhắn cho khách hàng. Đấy, theo cái nội dung mà mình đã đặt từ trước, ví dụ đây. Đấy, ví dụ như là y này. Đây mình thiết lập là khi mà khách hàng họ gõ gửi gửi tin nhắn qua Facebook Messenger fanpage ấy, có cái từ khóa này y này. Đấy. Hoặc là các bạn muốn mình tức là mình muốn chính xác này. Đó. Messenger he này hoặc là Messenger content này chứa cái từ đấy hoặc là bắt đầu cái từ he này thì nó sẽ gửi cái thông điệp lại vô đây các bạn để ý này, thông điệp webcam Messenger được chưa thì cái đây nhá. Cái thông điệp này thì mình các bạn có thể tùy tùy biến nhá. Đấy. Ok. Hai. Các bạn có thể được tạo new user này. Đây, ví dụ mình tạo new user content hello, ví dụ như là đấy. Cái keyword này. New reply này. Hello. Can I help you today? I need help. Mình sẽ tạo cái button I need help này. Thì đây mình sẽ dụ như là hello you one couple yes I want yes tạo ra một cái hành động đây thì mình vừa mới tạo ra một cái thông điệp khi mà khách hàng họ gửi một cái tin nhắn mà có cái từ khóa là hello nhé. Đấy. Thì mình sẽ thì cái thằng bot này nó sẽ tự động nó sẽ gửi lại cho khách hàng cái nội dung thế này. Ok.
ở public. Passenger, I want it. Public. Ok, thì bây giờ mình sẽ test nhé. Mình gõ cái từ khóa hello này. Hello nhé. Hello. Đây, thấy chưa? Các bạn ấy yes. Đấy, thấy chưa? Đây, thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái tạo một con bot bằng cái hình auto wrap, bằng cái cách là nó sẽ tự động wrap theo cái từ khóa mình comment. Đấy, được chưa?